Minasan konnichiwa. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ bước sang đến clip thứ tư trong những chuỗi những clip mà mình muốn giới thiệu các bạn về ngữ pháp của N3. Và như đã nói của buổi trước thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về ba cái mẫu ngữ pháp thường gặp khi mà chúng ta ôn N3, đúng không? Đó là thứ nhất là tada, thứ hai là ba và thứ ba là tốt. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về ba mẫu ngữ pháp này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái mẫu ngữ pháp tố. Thì cái tố này khi mà dịch sang tiếng Việt thì mọi người sẽ dùng từ dịch là hễ hoặc cứ. Thì cái này chúng ta đã quen gặp ở khi học ở trong sơ cấp rồi, đúng không ạ? Về được tố, và nó thể hiện cái ý nghĩa đó là khi một hành động này xảy ra thì một hành động khác sẽ xảy ra, như là một quy luật hay là một điều hiển nhiên nào đó. Và chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một nhé. Câu thứ nhất này, mọi người nhìn nhá. Honki de hashiru to tsukareru. Khi mà cứ chạy hết sức thì tất nhiên là sẽ mệt, đúng không? Chạy hết sức thì tất nhiên sẽ mệt này. Hay câu số 2 ạ. Kono botan o osu to mizu ga deru. Rồi chúng ta đi nhà vệ sinh, đúng không? Đi xong rồi thì ấn cái nút này thì thể nào nước cũng ra, đúng không? Hay 3番. Benkyou suru to atama ga yoku naru. Cứ mà học thì đầu sẽ thông minh hơn. Có ai thấy học mà đầu ngu đi không? Đó chỉ là mọi người đừng hiểu nhầm nhé. Đấy chỉ là mình thấy ngu đi thôi, chứ còn thực chất à. Benkyou suru to kanarazu atama ga yoku naru yo. Nên mọi người yên tâm nhé. Cứ học thế nào đậu thông minh. Ok. Hai của V điện tố là khi làm sao đó thì mình thấy một điều gì đó bất ngờ xảy ra phía sau. Bất ngờ như thế nào ạ? Thì ngay chúng ta sẽ nhìn ngay vào ví dụ đầu tiên này. Khi ga tsuku to soto wa sukkari kuraku natta. Khi mà để ý ra ngoài, đúng không, thì thấy là bên ngoài trời đã tối om om rồi. Khi mà thấy trời tối rồi, đúng không, học thêm một tẹo nữa này, ngẩng lên nhìn đồng hồ. Atoke o miru to mo gozen niji datta. Khi nhìn lên đồng hồ thì đã thấy trời ơi, 2 giờ sáng mất rồi, học quá chăm chỉ, đúng không? Rồi đến 2 giờ sáng mở cửa sổ ra, mado o akeru to yuki ga futte kita, futte ita. Mình mở cửa ra khi thấy khi mở cửa ra thì thấy tuyết đang rơi. Hai nghĩa của V điện tố mà mình muốn giới thiệu các bạn, thứ nhất là vừa nãy chúng ta có gì nhỉ? Cứ hay hễ làm sao đó thì thế này. Và cái thứ hai là khi đúng không? Khi chúng ta thế nào đó thì phát hiện ra một điều gì đó đang xảy ra, hoặc một điều gì đó mang tính chất bất ngờ một tẹo, đúng không? Ta sẽ bước vào mẫu thứ hai ngày hôm nay là thể 3. Thể 3 sẽ có hai nghĩa, và nghĩa đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nghĩa dịch là chỉ cần. Rồi chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một này. Đầu tiên chúng ta nhìn ba ví dụ đầu tiên của thể 3 này nhá. Mọi người thấy điểm gì đặc biệt không nhỉ? Thứ nhất này, honki de hashireba tsukareru. Câu thứ hai này, kono botan o oseba mizu ga deru. Câu thứ ba này, benkyou sureba atama ga yoku naru. Thì rõ ràng là ba cái mẫu câu này mình vừa mới gặp ở trong thể mà mình vừa nói trên là tố, đúng không? Thì ở cái nghĩa đầu tiên này thì hai cái bà và tố sẽ mang cái sắc thái nghĩa giống nhau nhé. Cứ khi chạy hết sức thì sẽ mệt này, khi ấn cái nút này thì nước sẽ ra, hay là khi học thì nếu mà học hay chỉ cần học thì đầu sẽ thông minh lên. Nè, hong o yomeba tsukaikata ga wakarimasu. Chỉ cần đọc sách thì sẽ hiểu được cách sử dụng của nó, tsukaikata nè. Hãy go bang sensei ni kekeba wakarimasu. Chỉ cần hỏi cô giáo thì mình sẽ hiểu ngay thôi, đúng không? Hãy được cơ bang tenki ga yokereba umi ga miemasu. Nếu mà hôm nay thời tiết đẹp thì có thể nhìn thấy biển. Biển thì chỉ được nhìn thấy trong thời tiết đẹp, đúng không? Chỉ cần. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang cái sắc thái nghĩa thứ hai của cái từ ba này, mình sẽ dịch là từ nếu, tương tự từ nếu trong tiếng Việt nhá. Nếu gì ạ? Thì khi mà nói cái chữ nếu mình sẽ hiểu ngay đó là mang cái ý nghĩa sắc thái một cái thể điều kiện nào đó, phải có điều kiện gì đó, đúng không? Điều kiện gì ạ? Ichiban okane ga areba kikkon shimasu. Bây giờ chỉ cần có tiền tôi sẽ kết hôn. Hai. Ashita nimotsu ga todokanakereba go renraku kudasai. Ngày mai nếu như mà nimotsu ne, nếu như mà hành lý vẫn chưa đến thì hãy liên lạc cho chúng tôi nhé. Hãy go renraku kudasai. 3番. Hoka no iken ga nai desu ka? Nakereba koko de owarimashou. Như câu này thì mình sẽ tưởng tượng là như trong một buổi họp, đúng không? Hay thưa các anh các chị là ngoài ra còn ý kiến nào khác không ạ? Nếu như không có nakereba thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Ok. Mẫu câu thứ 3 của ngày hôm nay đó là tada.
Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bốn nghĩa của Thà Đạt. Nghĩa đầu tiên, giống với từ bà vừa nãy, đó là nếu. Nếu gì ạ? À? Nếu cái điều kiện, nếu có một cái điều kiện nào đó. Một này, okane ga attara kikonshimasu, vừa nãy vừa nói rồi đúng không? Nếu có tiền thì tôi sẽ kết hôn. Câu thứ hai này. Này. Câu thứ hai cũng giống với vừa nãy nhá. Ashita nimotsu ga todonakattara ご連絡ください. Ok. Câu số 3. Yasukattara sono mise de kaimasu. Nếu có cái điều kiện là rẻ đúng không? Thì tôi sẽ mua cái gì đấy ở cái cửa hàng đó. Ok. Phát hành nghĩa thứ hai của tada, dịch là sau khi. Sau khi làm một hành động gì đó thì một hành động gì đó tiếp theo xảy ra. Nó sẽ giống với cái VT kara mà chúng ta đã từng học trong sơ cấp rồi này. Hãy ví dụ đầu tiên này. Daigaku o detara sugu shushoku shitai. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi muốn đi làm xin việc ngay đúng không? Hãy. Hãy. Ni ba. Ban gohan o tabetara kohi o nomi ni ikimasen ka? Là gì nhỉ? Sau khi ăn cơm tối xong thì có đi uống cà phê với tớ không? Chẳng hạn đúng không? Hãy. 3 ba. Eki ni tsuitara denwa kudasai. Ừ, mình gọi cho cô người yêu đúng không? Hôm nay em đến thăm anh. Này thì đến nhà ga thì gọi cho anh nhé. Qua ba ví dụ này chúng ta thấy một đặc điểm chung gì không nhỉ? Mọi người để ý vào cuối câu của mỗi câu nhá. Thứ nhất là shitai này, thứ hai là vemasen ka, ikimasen ka, rủ dê này. Tiếp theo là kudasai này. Thì mình sẽ rút ra một đặc điểm chung là khi mà sử dụng cái vetara theo cái nghĩa sau khi này thì đằng sau nó thường sẽ là một cái câu mà thể hiện ý chí, shitai, hay là mang cái nghĩa mà rủ dê hay là ra lệnh gì đó đúng không? Nói chung là nói tóm lại những câu mang sắc thái ý chí ra lệnh. Này. Về sắc thái nghĩa thứ 3 của tada, mình dịch là cứ. Cứ gì ạ? Sẽ diễn tả một thói quen nhá. Thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần này. Ví dụ mình đúng không? Cứ 11 giờ ni nattara neru. Mình thường cứ 11 giờ mình đi ngủ rồi. Hay là mỗi buổi sáng đó, mai asa okitara kohi ippai nomu. Cứ thức dậy thì mình lại làm một cốc cà phê. Hay 3 ban. Uchie kaettara shawa o abiru. Ii ne. Cứ mỗi lần mà về đến nhà thì tôi lại đi tắm. Cái nghĩa thứ tư của tada là khi làm sao sau đó thì thấy gì đó. Và bên dưới người ta trong bài giảng mình có chú ý là gì nhỉ? Phía sau tada một điều bất ngờ thì đến đây mọi người lại sẽ thấy là giống hoàn toàn với cái vê dự tố nghĩa đầu tiên mà mình vừa giới thiệu bên trên. Ví dụ này. Hai. Ichiban ki ga tsuitara soto wa sukkari kuraku natta. Ok, giống câu trên rồi nhá, mình không dịch lại nhá. Hai. Ni ban. Tokkei o mitara mo gozen niji datta. Né? Hay là 3 ban đúng không? Mado o aketara yuki ga futte itta. Né? Cái nghĩa này hoàn toàn giống với nghĩa bên trên nhá, chúng ta không gì băn khoăn cả nhá. Hai. Ok, và cuối cùng bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chút về cái cách sử dụng vê bà hay là tada. Thì trong văn nói của người Nhật, người ta rất hay dùng cái mẫu này với cái nghĩa là thì mình khuyên ai đó một làm cái gì đó. Và khi phát âm thì người ta hãy lên giọng ở cuối câu nhé, để tỏ cái ý là hãy làm này, hãy làm cái kia này. À, onaka ga suita. Asoko no pan o tabereba. Ồ, ô mẹ ơi, con đói quá. Mẹ bảo thôi con ra ăn cái bánh đằng kia đi kìa, đúng không? Có cái bánh ở trên bàn chẳng hạn, rất là thích đúng không? Về nhà được ăn bánh. Nè, yube kara ano me ga itakute sa. E sonna ni itai no? Ja kyō gakkō yasume ba? Ồ, con này mình sẽ nói gì nhỉ? Mày từ tối qua giờ yube tối qua nhé. Mắt tao cứ đau thế nào ấy. Ôi đau thế cơ á. Ồ vậy thì hôm nay nghỉ học một buổi đi. Năm ba. Nè, kono kutsu nanka dou kana? Haite mitara. Mình sẽ đi hôm nay đi mua giày với bạn đúng không? Mày không biết đôi giày như thế nào nhỉ? Ừ, sò thử xem nào. Kiểu như vậy đúng không? Mình khuyên các bạn thử sò thử xem thì mới biết là nó như thế nào đúng không? Doka. Và ngoài ra thì ví dụ về tada mang cái ý nghĩa lời khuyên, mình có chuẩn bị sẵn đây, mọi người thử xem nhá. Xem từng ví dụ một nhá. Thứ nhất này. Kangaete mitara. Nghĩ thử xem nào. Nhá. Benkyō shite mitara. Ồ, học thử xem sao. Tiếng Nhật hay lắm đấy, học thử xem sao mọi người. Né, benkyō shite mitara. Ok. Kaete mitara. Kami wo kaete mitara. Kokuhaku dekimasu yo. Tâm sự với cô bạn đúng không? Hôm nay có thích anh ấy lắm.
Thư thử cho anh ấy xem sao. Hãy kai te mita da. Ok, tiếp ạ. Nampa shite mita da. Ồ, nampa, mọi người biết nampa gì không? Tán gái. Tán thử cô ấy xem sao. Hãy kissu shite mita da. Hôm nay đi hẹn hò buổi đầu tiên đúng không? Hôn thử xem sao. Hãy itte mita da. Đi thử xem sao. À là sawatte mita da. Sờ thử xem sao. Suwatte mita da. Ngồi thử xem sao. Tiếp ạ. Nonde mita da. Uống thử xem sao. Không chết được đâu. Isshoni nete mita da. Ngủ cùng thử một buổi xem sao đúng không? Nete mita da. Cởi thử xem sao này. Hazushite mita da. Tháo thử xem sao. Irete mita da. Cho thử vào xem sao. Kitte mita da. Cắt thử xem sao. Shirabete mita da. Mình tìm thử xem sao đúng không? Hãy tsukatte mita da. Dùng thử xem sao. Hanashiatte mita da. Mita da. Này. Nói chuyện. Thử xem sao này. Yamete mita da. Bỏ đi. Ok. Baiku ni notte mita da. Có anh người Hàn Quốc nào đến không biết đi xe máy. Anh cứ leo thử lên xe máy xem nào. Có một câu rất là hay đúng không? Nagutte mita da. Này. Nagutte mita da. Đau. Và như đã nói trên đúng không? Thì thà đà và ba giống hệt nhau. Thì cái mẫu những cái câu mà mình vừa mới dùng với thà đà đấy, mọi người thể thay hoàn toàn cho nhau nhá. Ví dụ như đây một loạt những ví dụ đúng không? Chúng ta sẽ tự xem nhá. Ok. Và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu các bạn hai câu mà người Nhật rất hay nói cửa miệng này. Dōshita ra ii no? Làm thế nào bây giờ? Hoặc là dōshireba ii desu ka? Trời ơi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để yêu lấy tiếng Nhật bây giờ? Rồi, như đã nói bên trên đúng không? Thì mình có tố thì sẽ có hai nghĩa. Tiếp ạ, bà cũng có hai nghĩa. Và thà đà thì có bốn nghĩa, bốn cách sử dụng đúng không? Cái mẫu này giống nhau ở điểm nào và khác nhau điểm nào thì mình đã đều đưa ra cho các bạn trong từng ví dụ cụ thể rồi. Thì các bạn nhớ xem kỹ một chút nhé, để mình sẽ hiểu cách dùng của nó. Vâng ạ, thế thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Kore de owari desu. Go seichou arigatou gozaimashita. Maikai maikai. Mata. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.